Xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng, bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán của em trong ngày hôm nay ạ. Và ngày hôm nay thì em lại lên sóng cho quý vị khách hàng xem những cái mẫu xe mà hiện tại đang có mặt ở cửa hàng bên em. Ngày hôm nay thì em sẽ báo giá tổng thể luôn, từ những chiếc xe 5 chỗ, sedan, hatchback và những chiếc xe 7 chỗ gầm cao bà con nhé. Bà con cô bác mình đang có nhu cầu mua những chiếc xe này thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline 0906034285 hoặc 0397265286, tức là hai số hotline của em. Vâng, địa chỉ cửa hàng bên em thì bà con mình có thể nhìn này. Em nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 thôi, gần chân cầu vượt Hoàn Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Trước khi đi, bà con mình nhấc máy liên hệ với em sẽ gửi vị trí cho bà con nhé. Hiện tại thì bây giờ thì đã là mùa đông rồi đấy ạ. Sáng sớm và buổi tối thì trời cũng hơi rét rét rồi. Và sắp sửa thì đương nhiên là mùa đông thì bà con cũng biết là ở ngoài phía Bắc đấy, cũng như là một số miền Trung là thời tiết rét là rất là khó chịu, bẩn thỉu này, đấy, mưa phùn gió bấc, đây là những chiếc xe ô tô thực sự là nó thực sự là đáng để cho bà con mình với cái thời đại bây giờ là nên sắm cho nhà mình một chiếc xe ô tô mọi người nhé. Thì mức giá tiền của những chiếc xe ô tô này cũng rất là rẻ thôi mọi người. Có con xe thì chỉ có bao nhiêu ạ? Vài chục triệu thôi. Đấy, có con xe thì chỉ có hơn 30 và nhiều nhất thì nó cũng chỉ tầm khoảng hơn 400 hoặc là 500 là quay đầu là cùng thôi, nó cũng không có nhiều vì em chỉ chuyên xe cỏ. Để bà con mình có thể bớt chút thời gian đến cửa hàng bên em để chúng ta lựa chọn bà con nhé. Trước khi vào báo giá thì cho em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể bà con cô bác đã luôn luôn theo dõi kênh mua bán của em. Và bây giờ thì em sẽ báo giá lần lượt đây. Dạ vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc xe Vios bản G bà con nhé. Bản G là bản cao cấp nhất đấy ạ. 2014 có động cơ máy 1.5 tự động. Nguyên bản của bản G nó sẽ trang bị đèn bi này. Đấy. Điều hòa auto bà con. Nội thất ghế da cũng là nguyên bản luôn. Đấy, coi là bao nhiêu năm rồi mà nội thất ghế da nguyên bản. Thì hiện tại con này, đấy, giá bán em đang bán là 319 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 4 năm sau bà con nhé. Màn hình Android to vật vã, một chiếc xe gia đình biển Hải Phòng. Vâng ạ, Verna 2008, dịch vụ taxi xe hơn 100 thôi, 130 mấy triệu đồng thôi mọi người nhé. Vios bản E 2011, con này thì nó cũng có một chút dịch vụ và tư nhân rồi. 2011 vẫn là form cũ mọi người nhé, đến 2014 thì nó sẽ lên form mới ạ. Biển 35 Linh Bình và giá hiện tại là 198 triệu thôi. Avante số sàn mọi người, 2013 mọi người nhé. Con này thì nó cũng có dịch vụ rồi, nhưng đặc biệt đó là màu trắng nguyên bản, không đổi màu. Thường thường là những dòng xe dịch vụ taxi là những chiếc xe đổi màu, nhưng quan trọng nhất là con này nó màu nguyên bản. 226 triệu. Một chiếc xe Daewoo Gianchia nhập mọi người nhé. Nhập sẽ là 1.2, còn Việt nó sẽ là 1.5. Con này rất hồ sơ cầm tay thôi. Tại vì là chủ xe người ta lấy biển lại để người ta lắp vào xe mới ấy, người ta mua xe mới đấy ạ. Nên là người ta đòi lại biển, rút hồ sơ rồi mọi người nhá. Với dòng xe nhập thì nó sẽ có hệ thống túi khí và hệ thống gương cục xe, đó là nguyên bản. Giá bán của dòng xe nhập này là 139 triệu đồng thôi. Dạ vâng, City, đấy, City 2014 tự động 1.5 biển thủ đô Hà Nội. 336 màu trắng mọi người nhá. Vâng, tiếp tục phía đằng sau đây là một chiếc xe Ford Fiesta được sản xuất năm 2011, động cơ máy 1.6 này. Dòng xe này là dòng xe thương hiệu của Mỹ nên tôn vỏ khá là dày dặn luôn. Biển 15A03558. Thì hiện tại con này giá bán của nó là bao nhiêu ạ? Hơn 2 đồng một chút thôi mọi người. Con này cũng đang trong quá trình cắt lỗ đây. Rio bản hatchback 2011 tự động mọi người nhé, máy 1.4 máy eco. Ai có cả điều hòa auto, đèn bi đầy đủ, rút hồ sơ rồi, 275. Accent 2018 form mới, một chiếc xe gia đình mọi người nhé, bản đủ đấy. Dòng Accent thì nó sẽ có bản thiếu, bản đủ đi ạ. Bản thiếu thì nó đang sắt nguyên bản, nhưng bản đủ thì nó sẽ được nó đang đúc này, giả đèn led, đèn bi đề nổ. Một chiếc xe gia đình mọi người nhé. Cái này em đang bán với cái giá là 345 thôi, rất rẻ mọi người ơi. Tại vì con này là em đang cắt lỗ, còn một con 219 mới về màu đen, giá siêu rẻ luôn mọi người, chốc em sẽ báo giá lần luôn.
Vâng ạ, trên đây thì là một chiếc xe Forerunner 2002 mọi người nhé. Con này bản thiếu máy chấm 6. Em đang có một con bản đủ máy chấm 8. Đấy, con này thì biển 99 Bắc Linh, 96 triệu. Phong Mondeo sản xuất năm 2005, bản V6 tự động, máy 2.5 mọi người nhé. Biển 28 Hòa Bình. Đấy, con này em đang bán với giá là 128 triệu đồng thôi. Accent 2017, bản này là bản bản Blue mọi người nhé. Đấy, cuối đời chót của dòng Accent nhập đây. Đấy, biển 15A 35314 mọi người nhé. Bản Blue xe nhập 295 đến 2018 dòng Việt rồi. Tiếp tục trên là một chiếc xe Kia K3 tự động. Con này bản gì ạ? Bản 2.0 mọi người. Đấy, một chiếc xe K3 tự động, con này bản 2.0. Thì với dòng xe K3 bản 2.0 sẽ khác bản 2.6, thì con này nó sẽ có gì ạ? Hệ thống ghế điện mọi người nhé. Cửa lock, điều hòa auto, cảm biến vòng quanh xe, giải đèn led, đèn bi. Giá bán của con này là 378 triệu đồng đây. Lancetti Series sản xuất năm 2008, con này bản thiếu, nó không có cửa lock. 175 triệu em đang cắt lỗ thu hồi vốn về. Tiếp tục một chiếc xe K3 nữa, con này cũng là bản 2.0 đây. Đấy, bản 2.0 mọi người nhé, biển 14 Quảng Ninh. Cái này về cũng thời gian khá là lâu rồi và em đang trong quá trình cắt lỗ đây. 368 214 bản 2.0. Và với chiếc xe Vios bản G 2009, bản G là bản cao cấp nhất, nhưng mà form này là form cũ mọi người nhé. Nó cũng không có nhiều điểm khác biệt so với một chiếc xe bản E số sàn 235 thôi. Một chiếc xe Vios G nữa. Đấy, đời cao thì xe Vios G nó sẽ chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được mọi người nhé. Với chiếc này thì nó sẽ có những cái gì ạ? Điều hòa auto mọi người. Đấy, đèn bi salon nguyên bản này. Máy eco. Giá bán hiện tại của con này là 429 triệu đồng thôi. Đăng kiểm mới hoàn toàn, 2 năm nữa mới hết mọi người nhé. Đấy, tháng 10 2025. Đây thì có một loạt những dòng spark ghép i10 rất nhiều đây bà con. Đây. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe Vios Limo 2009, thì em đã nhận cọc 20 triệu khách thực sự là ở trong Kon Tum nhưng mà đang làm việc ở bên Lào mọi người nhé. Em nhận cọc 20 triệu mới sáng sớm ngày nay rồi. Vâng ạ, một chiếc xe Cruy phân khúc C mọi người nhé, thương hiệu Mỹ. Cruy 2015 mọi người nhé. Nhưng mà cái này là đầu 2015, nó vẫn là form cũ ạ. Em đang có một con 2015 là cuối 2015 form mới, thì anh em vừa đi rồi. Đấy, con form mới thì form cũ thì nó sẽ có nhiều cái điểm khác biệt mọi người ạ. Chiếc này thì mang biển kiểm soát Hà Nội. Giá bán hiện tại con này chỉ có 279 triệu đồng thôi. 2015 tự động, đời cao và tầm tiền chưa đến 300, rất hợp lý luôn. Spark 2011, đây là một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ, không taxi, 86 triệu đồng này. Còn trên đây là một chiếc xe Vios bản E 2016 mọi người nhé. Cuối 2016 được lên máy trắng rồi, biển 15K. Con này trước thì nó cũng có một chút dịch vụ rồi mọi người nhé, và được ra tên tư nhân. 285 triệu. Forerunner 2002 bản đủ mọi người nhé, biển kiểm soát Hà Nội. Một chiếc xe gia đình không dịch vụ, không taxi, biển này thì mọi người trước đây mọi người mua một con biển Hà Nội về Hà Nội thì không phải mất 20 triệu, nhưng bây giờ thì nó không phải như ngày xưa nữa, thông tư rồi mọi người. Dù mọi người có mua biển nào đi chăng nữa về Hà Nội thì cũng rất là ok luôn. Con này em đang bán với giá thì chỉ có 95 triệu mọi người nhé, túi khí an toàn. Phanh đĩa 4 bánh này, màn hình Android này, và có cả cam hành trình mọi người. Đấy, rất đẹp luôn, keo chỉ zin 100%. Với chiếc xe Hyundai Getz đã đút hồ sơ này thì 2009 mọi người nhé. 2009, 128 triệu, độ đèn bi và cam 360. Spark 2010, 72 triệu, màu xanh lá chuối. Con này thì 2011 này, dịch vụ nhưng mà có đầy đủ chứng minh hộ khẩu, em đã rút hồ sơ rồi, mọi người chỉ việc sang tên thôi. 79 triệu mọi người nhé. Lại là một chiếc xe Spark nữa, rất nhiều Spark luôn, 2010, 76 triệu, con này thì dịch vụ ra này.
Kia Morning 2012, động cơ máy 1.1, form này nhìn cũng rất là khá đẹp mọi người. Trang bị 4 máy rất khỏe. Đấy, côn số ngọt ngào, cửa giả đóng rất là ok, 118 triệu. Màn hình cam lồi, cảm biến lồi, đăng kiểm tháng 7 năm sau. Với chiếc xe Kia Morning 2016 này thì có dịch vụ taxi rồi mọi người, bản này bản Tây, bản thiếu này. Nó cũng có đổi màu mọi người nhá. Đặc biệt là độ lên la răng đúc. Đấy, có áp suất lốp và hệ thống xi nhan chính gương. Con em đang trong quá trình cắt lỗ xuống thì còn có 150 triệu thôi. Đấy. Kia Morning bản SI bản đủ 2016 màu kem bơ biển Hà Nội. Con này thì đặc biệt là độ nên nó đang phay của form 27 rồi chứ 26 chưa có này. Đấy. Và con này thì nó có giải đèn LED đèn bi, có điều hòa auto, hệ thống cương cục xe 201. Tiếp tục đây là một chiếc xe Avell 2014 với động cơ máy 1.5 tự động mọi người nhé. Form này thì nó giống của form của Gentra, đấy, biển 15A và giá bán hiện tại của con này thì chỉ có 198 thôi. Dạ vâng, Kia K3 tự động 2017 bản chấm 6 biển 34 Hải Dương, cửa lóc, điều hòa auto, ghế điện, đèn bi, cảm biến trước, cảm biến đằng sau, cam hai bên gương nữa mọi người nhé. Và hiện tại con này em đang bán với giá là 412. Vios Limo 2011 162 triệu đồng rồi. Đã được lân kịch, hệ thống la răng đúc, xi nhan trên gương và cương cục xe. Vivante 2008 số sàn 100 triệu thôi mọi người. Đấy, 7 chỗ cũng tương đối rộng mà tầm tiền chỉ có 100 củ thôi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning bản Tây nữa 2016 mọi người ơi, dịch vụ taxi ra 175. Con này thì con Morning tiếp nữa này, mới về cửa hàng bên em cách đây 2-3 ngày thôi. Morning 2015 cũng là dịch vụ ra rồi, nhưng mà đặc biệt là nó không khoan mọi người nhé, đổi màu nhưng mà không khoan. Đấy, được lên la răng đúc và có màn hình đầy đủ, 158 thôi, rất rẻ. I10 bản đủ 2014 mà giá chỉ ngang bằng một con bản thiếu thôi. Biển kiểm soát 17A14911. Nó sẽ có trang bị cái gì? Hệ thống đèn gầm này, la răng đúc này, hệ thống cương cục xe. Thì hiện tại con này giá bán có là 185 triệu. Đấy, rất rẻ mọi người. Kia Morning tự động 2010 mọi người nhé. Đấy, rất là nhiều Morning tự động đây. Đấy, có cả màu vàng này, màu đỏ này, màu lông chuột 2010, được trang bị la răng bông hoa mai, số xích sắc, máy eco, điều hòa auto 188. Con này thì 2009 biển Quảng Ninh ạ, cũng được lên tự động xích sắc rồi. Đấy, cũng điều hòa auto, giá bán của con này thì 178 này. VinFast Fadin sản xuất năm 2020, con này bản gì ạ? Bản lưng cao mọi người nhá, bản lưng cao. Nó sẽ có bản tiêu chuẩn là bản lưng cao mọi người. Đấy, lưng cao thì giá nó sẽ cao hơn so với một con bản tiêu chuẩn mọi người nhé. Giá của con này thì em đang bán 301. Kia Morning mới về 2016 mọi người nhé. Bản taxi ra, bản Pay, biển 99 Bắc Linh 168. Với chiếc xe Kia Morning số tự động 2008 này, biển Hải Phòng, màu vàng. Em đang có mấy con cơ, hai con màu vàng, đều là 2008 và giá đồng đều với nhau là 158 củ thôi. Với chiếc xe Innova 2016, con này thì tự động mọi người nhé, nhưng mà form này là form cũ, đấy mới là form mới này, form mới số sàn. Còn là form cũ tự động đây, 2016 tự động, 425 biển Thái Bình, em cũng đã lên sóng cho bà con xem rồi đấy ạ. Một chiếc xe Nova nữa, form mới 2016 bản E mọi người nhé, số sàn rút hồ sơ rồi. Biển trước của nó là biển Đồng Nai và rút hồ sơ rồi mọi người ạ. Tại vì đời cao thì chủ người ta đòi biển về, người ta vào tiên mua xe mới mà. 458 triệu cho con số sàn này. Vivante, một chiếc xe 7 chỗ thương hiệu Mỹ. Con này thì rất rẻ. Đấy, 7 chỗ tự động mà cũng chỉ có hơn 100. Trước đây em bán là 175 đấy ạ. Nhưng mà em đang cắt lỗ dần dần thì chỉ còn có 139 triệu thôi. Innova, đấy, con này là Innova mọi người nhá. Tại vì Innova rất là nhiều con rút hồ sơ rồi nên phải để xem con này bao nhiêu đây. Đời 2010 mọi người. Một chiếc xe gia đình mọi người nhá, bản G, xe gia đình 239.
Bên cạnh đây là một chiếc xe Nova bản G2010, dịch vụ taxi ra 229 triệu đây. Còn con này thì 209 bản G cũng là dịch vụ taxi ra 215 thôi, độ đèn bi. Karen 2016 bản 2.0 bản đổ xe gia đình mọi người nhé. Hiện tại con này thì em đang bán với cái giá là 260, trước là 320 đấy ạ. Và trên đây là một chiếc xe Nova nữa mọi người ơi, 2015, dịch vụ taxi ra mọi người nhé, biển 90 Hà Nam, màu vàng cát, 340 triệu. Ford Everest sản xuất năm 2008, một chiếc xe 7 chỗ máy dầu gầm cao, tự động mọi người nhé. Tầm tiền thì cực kỳ rẻ, 248 thôi. Innova bản G 2009, một chiếc xe gia đình 225. Fortuner 2015 form mới mọi người nhé, tự động 2.7 2 cầu, biển Hải Phòng 15K16551, với giá bán hiện tại của con là 479. Innova 2015 nữa này, con này là chiếc xe gia đình mọi người nhé, bản E bản đủ, 365 thôi. Đây, đấy. 2015 thì em có hai con, một con taxi, một con gia đình. Gia đình và taxi thì nó chạy nhau tầm 30 thôi. Vios bản E 2015, dịch vụ tên công ty, màu đen xịn, nguyên bản không đổi màu, cắt lỗ xuống còn có 250. Với chiếc xe Kia Forte 2013 mọi người nhé, một chiếc xe gia đình không dịch vụ, biển 90, có cả điều hòa auto, hệ thống túi khí ABS. Em đang cắt lỗ xuống còn có 245 này. Vios 2017 xe gia đình nhé mọi người nhé. Không dịch vụ, không taxi, một chủ từ đầu luôn, máy trắng rồi, 338 triệu. Kawa số sàn 2015, động cơ máy 1.6, mọi người nhé, cái này 24 thôi. 24 máy 1.6 có xạ đèn LED, đèn bi, cũng có điều hòa auto. Hiện tại con này em đang bán là 319 triệu. Vios E 2014 mọi người nhé. Mặc dù dịch vụ nhưng mà xe được ra tên tư nhân rồi và rất đẹp luôn, biển 15K, lốp dép dày. Đấy, ghế mới này, trần nỉ bọc ni lông, đăng kiểm tháng 4 và hiện tại giá là 278 này. Im mưa rút hồ sơ rồi, 2016 mọi người nhé, dịch vụ taxi ra 201 thôi, trước là biển 35 đi ạ. Với chiếc xe Daihatsu Lachetti 2010, dòng này bản Việt thì đi cũng khá lành mọi người nhé, biển 20, 138. Và ngoài đây là chiếc xe Gentra bản Việt mọi người nhé. Dòng Gentra Việt thì động cơ nó sẽ là 1.5 biển Thái Bình. Hiện tại thì con này em đang bán với giá cũng chỉ tầm hơn trăm thôi. Vừa đấy thì em có báo cho mọi người một con Cruise 215 form mới thì đây mọi người. Đấy, 215 form mới nhìn rất đẹp mọi người nhé. Có hệ thống cửa lock này, đấy, điều hòa auto, máy chấm 8, phân khúc C biển Hà Nội, màu vàng cát, cam ở hai bên tay gương luôn, đấy, có cảm biến lùi. Đặc biệt là lốp xe cua chưa hạ mọi người nhé, bao zin cho mọi người luôn, máy zin. Hiện tại con này em đang bán là 298 triệu đồng đây. Đấy. Còn chiếc xe Ford kia là của khách đang đến xem xe và đang chốt một con 7 chỗ bên trăm kia rồi. Đấy. Vâng, rồi thì em cũng đã lên sóng cho quý vị khách hàng và con cô bác xem những cái dòng xe mà hiện tại đang có mặt ở cửa hàng bên em rồi đấy ạ. Mọi người đang có nhu cầu thì liên hệ với em qua hai số hotline 0397265286 hoặc 0906034285, đó là hai số hotline của em bà con nhé. Bà con mình bớt chút thời gian đến cửa hàng bên em. Cửa hàng bên em là một trong những salon lớn nhất khu vực thành phố Hải Phòng, nhiều dòng xe mẫu mã để cho bà con chúng ta có thể tham khảo và lựa chọn. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo.